Thưa quý khán giả, ngày hôm nay các tỉnh Bắc Bộ vẫn duy trì tình trạng là nắng nóng trên hầu khắp khu vực với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở mức là từ 35 đến 37 độ. Cần lưu ý đây là nhiệt độ trong lều khí tượng, còn thực tế ngoài trời thì tùy thuộc vào địa hình mà nhiệt độ có thể cao hơn từ 2 đến 4 độ. Dự báo đợt nắng nóng lần này có khả năng sẽ kéo dài cho đến khoảng ngày 28 tháng 7. Người dân sống trong khu vực có nắng nóng nếu không có việc cần thiết cần hạn chế ra ngoài để tránh hiện tượng sốc nhiệt. Cũng tương tự các tỉnh ven biển Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tại đây dao động trong khoảng là từ 35 đến 38 độ. Chuyển sang khu vực Nam Bộ, thời tiết vẫn phổ biến là ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ trong ngày tại đây phổ biến là từ 32 đến 35 độ. Ở trên biển quần đảo Hoàng Sa trời nắng ráo và Trường Sa thì có mưa rào và dông rải rác, gió thổi nhẹ, biển êm.